Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hé lộ cuộc sống của bé Xuân Mai ở Mỹ khiến ai cũng xót xa cho thần đồng một thời. Xuân Mai sinh năm 1995, cô sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha là ca sĩ Tuấn Cảnh, mẹ là nghệ sĩ đàn guitar. Nữ ca sĩ nhí từng được xem là hiện tượng âm nhạc từ năm 2 tuổi. Cô từng thực hiện live show lớn, thu hút hàng nghìn khán giả khi mới 5 tuổi. Nhiều khán giả chờ mong sự tỏa sáng của bé Xuân Mai khi cô trưởng thành. Tuy nhiên vì muốn còn tập trung vào việc học, nên nghệ sĩ Thu Thu đã đưa Xuân Mai sang Mỹ định cư từ năm 9 tuổi. Từ đó Xuân Mai ít hoạt động âm nhạc, tập trung đi học và làm thêm để phụ giúp mẹ. Kể từ khi sang Mỹ theo mẹ sinh sống, thông tin về Xuân Mai ít được truyền thông cập nhật. Cô sống kín tiếng và hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện trong làng giải trí. Từ một ca sĩ nhí được hàng triệu khán giả yêu mến, Xuân Mai dần rút khỏi showbiz để tập trung cho việc học khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Năm 2009, Xuân Mai trở về nước, dự định bắt đầu lại sự nghiệp ca hát, nhưng mọi kế hoạch đều dang dở do vướng lịch học ở Mỹ. Thời điểm năm 2011 đến năm 2012, Xuân Mai từng về thăm Việt Nam và chụp nhiều bộ ảnh theo phong cách tuổi teen. Nhan sắc giọng ca nhí được nhận xét dễ thương và đáng yêu. Có những thời điểm Xuân Mai định trở về Việt Nam lập nghiệp, nhưng tiếng hát của nữ ca sĩ khi trưởng thành khó lòng vượt qua được cái bóng của Xuân Mai nhí. Kể từ đó, sự nghiệp ca hát của Xuân Mai như đứt gánh giữa đường. Xuân Mai càng làm người hâm mộ bất ngờ hơn khi kết hôn và sinh con ở tuổi 21. Đến thời điểm hiện tại, Xuân Mai đã là mẹ 3 con và có những thay đổi về ngoại hình. Giọng ca 9X giờ đây toát lên vẻ sắc sảo, đằm thắm và mặn mà của một người phụ nữ từng trải. Khi sinh con đầu lòng, Xuân Mai từng tham gia phim Kali Mùa Hoa Vàng. Trong một bài phỏng vấn năm 2018, diễn viên Kali tiết lộ: để mưu sinh trên đất Mỹ, Xuân Mai phải phụ bán phở, rồi tiếp đó làm việc tại cửa hàng bán điện thoại di động. Kali khẳng định dù công việc vất vả, nhưng Xuân Mai rất hạnh phúc bên ông xã và các con. Theo nguồn tin của người thân tiết lộ, trong khoảng thời gian chồng nhập ngũ, Xuân Mai trở thành trụ cột kinh tế của gia đình bởi mẹ cô không còn lao động được nữa vì bệnh tật. Thêm vào đó, cô phải chi trả học phí cho em trai nên gánh nặng kinh tế đè nặng trên vai. Để có thể trang trải cuộc sống gia đình, Xuân Mai từng làm rất nhiều việc. Có thời gian cô phụ giúp ba bán ở quán phở ở Mỹ. Thời điểm đóng Kali Mùa Hoa Vàng, công việc chính của Xuân Mai là làm nhân viên bán hàng trong cửa hàng điện thoại di động. Khi đó, mỗi lần đi quay, Xuân Mai lại mang con gửi đi nhà trẻ hoặc nhờ mẹ đẻ trông giúp. Hình ảnh Xuân Mai xuất hiện trong Kali Mùa Hoa Vàng khiến nhiều khán giả thích thú. Bởi sau nhiều năm rời làng giải trí, nữ ca sĩ mới nhận lời xuất hiện trong một bộ phim truyền hình. Dù lần đầu đóng phim, nhưng cô nhận về khá nhiều lời khen về diễn xuất tự nhiên. Nói về diễn xuất của Xuân Mai trong Kali Mùa Hoa Vàng, Kali cho biết: tôi thấy Xuân Mai diễn rất tự nhiên, em ấy có tổ chức về diễn xuất và thể hiện rất thoải mái, không hề có chút gò bó. Tôi và Mai bắt nhịp với nhau khá ăn ý khi đóng chung. Vào cuối năm 2018, nghệ sĩ Thu Thu, mẹ Xuân Mai xác nhận với truyền thông con gái đã sinh con thứ 3. Chị cho biết gia đình vốn neo người nên khuyến khích Xuân Mai sinh nhiều con cho vui nhà vui cửa. Ngoài ra, việc sinh con liên tiếp trong 3 năm có thể làm cả gia đình vất vả, nhưng sau này đỡ cực trong việc đưa đón bé đi học. Sau khi sinh con gái thứ 3 được khoảng 2 tháng, Xuân Mai đi làm lại. Cô rất an tâm vì có bà nội, bà ngoại giúp đỡ việc trông con. Ở tuổi 24, Xuân Mai đã là bà mẹ 3 con và có cuộc sống hạnh phúc. Mỗi người có một lựa chọn cho cuộc sống của mình và Xuân Mai cũng vậy. Chúc cho nữ idol nhí một thời sẽ luôn hạnh phúc bên chồng và các con. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.